kênh YouTube của Hoàng Thanh. Hiện tại mình đang có mặt tại dàm cày Kiên Giang để mà quay cái đoàn tàu ghe qua cống cho người xem đây. Thì bây giờ thì cống đã mở rồi, đã ra hết một mớ rồi. Bây giờ tiếp theo những anh lớn như anh Tại ở ngoài sau lưng đang chuẩn bị ra nữa ha. Đây thì một năm thì cống này sẽ mở là tầm khoảng là 1-2 lần gì đó các bạn. Đó là mình cũng không chính xác, giữa năm có mở hay không thì mình không rõ ha. Nhưng mà cuối năm là anh sẽ mở cho ghe đi vô ăn Tết, và đầu năm anh sẽ mở cho ghe đi xuất hành, đi ra biển để mà làm ăn ngoài các bạn. Thì là cống này là cống ngăn mặn, là để mình giữ trữ nước ngọt á, là tách mặn lấy ngọt các bạn. Đó là tiệt chua là giờ là rồi cái gì đó mình quên mất tiêu rồi. Nói chung là mình giữ nước ngọt bên trong để mà mình trồng lúa thóc, rồi thêm cái nữa là mình nuôi cá thủy sản đồ, để mà đừng có cho nước mặn xâm nhập vô nó bị ảnh hưởng tới cái nguồn nước ở trong cống ha, thì mới có được cái cống này lên. Thì ở đây là mấy anh này là bữa hổm là vô ăn Tết rồi, hôm nay thì anh tiếp tục đi ra ngoài này để mà đánh bắt ha. Đó, sau khi mà cúng kiến rồi bắt đầu cái là chọn ngày lành tháng tốt rồi làm anh sẽ xuất hành đi các bạn. Cống này hiện tại thì nước đang ròng, bởi vậy là nước đang rút ra ngoài biển ha. Cái hướng ở dưới này là đi xuống dưới gạch giá nè các bạn, còn hướng ở trên này là đi lên trên Hà Tiên với Ba Hòn trên chợn. Đây đằng này thì có một chiếc ghe biển đang chuẩn bị ra đây. Mấy chiếc này đa số là mẫu Kiên Giang, cũng có mấy chiếc mẫu Phú Quốc nữa các bạn. Làm nghề thì làm nghề lưới ghẹ nè, rồi lú nè, rồi cào chiếc nè, cào đôi nè, rồi cào cá cơm, rồi cào banh long được nhiều lắm. Nhưng mà mấy cái đó thì nói chung mình không có gành cho lắm các bạn. Đó đó đó, qua cầu là giống như là có cái gì kích thích ở đằng đẳng nên mà ảnh mỗi khi mà gần tới cầu mà ảnh kéo ga giữ trời lắm ha. Đây một anh rồi sao, từ ngoài xa đã thấy ánh sáng nước mũi rồi kìa. Anh này là cầu chiếc nè các bạn, đây chiếc này là cầu chiếc nè. Cầu chiếc là sẽ có hai cái ngáng chữ A hai bên nè các bạn thấy không đó. Thì nữa anh bung cái ngáng nó ra giống như là giang hai tay ra giữa bạn, rồi máng cái miệng cào vô là cào chiếc. Còn cào đôi là hai chiếc hai bên giữ miệng cào. Anh này nhỏ chạy cũng dữ trời lắm nè. Mấy chiếc này là nãy giờ là cabin màu vàng không á. Cabin màu vàng thì nói chung là nó sẽ dưới 15m các bạn, còn cabin màu xám là sẽ trên 15m. Cái đó là kích thước của con tàu là chiều dài á. Là cabin màu vàng này sẽ dài dưới 15m, còn cabin màu xám là dài trên 15m. Còn anh này là bên xám bên vàng, anh này là chắc mình cũng không biết là cái gì luôn. Chắc tại anh thích lên sơn nhiều quá. À có thể là hồi đó là anh dưới 15m các bạn, gọi nói cái dàn sợi ra nữa, bây giờ bắt buộc anh lên cabin màu xám hay sao nè. Cũng không gành cho lắm, mình nghe thì mọi người cung cấp thông tin cho mình vậy thôi. Chứ nếu mà để đi xác thật thì như là mình có hỏi mấy anh tại công biển các bạn thì anh cho mình biết vậy á. Đây này cabin vàng nè. Chứ hồi đó là không có bắt buộc sơn cabin màu vàng, màu trắng đâu, chứ màu xám đâu kìa các bạn. Dòm chiếc ghe biển đẹp dữ trời lắm. Mà anh sơn màu trắng rồi viền đỏ rồi dòm nhức nách dữ lắm các bạn. Rồi sau này nghị định mới ra ha, nghị định của chính phủ ra bắt buộc phải sơn. Nên bây giờ thì màu vàng với màu xám thôi, không có còn màu mè mà 7 màu giống như hồi xưa nữa. Bây giờ anh chạy tình cảm dữ ta. Mấy anh này như là Tết năm nay mà anh chơi không lớn hay sao rồi. Thì thông qua video này cũng xin chúc cho các anh tài công rồi anh ngư phủ đồ đi ra biển để mình đánh bắt xa khơi được thuận buồm xuôi gió, và thêm cái nữa là mình có chuyến lợi phẩm nhiều ha, để năm sau hay gì đó là mình về mình ăn Tết cho nó lớn một chút các bạn. Tại đi biển cực dữ trời lắm, nói chung là một năm chỉ được có mấy ngày thôi, mấy ngày về nhà thôi, còn đa số là về lây dây lát rồi mình đi liền à, bán cá xong rồi mình đi liền, tranh thủ để mà mình cào mình kiếm tiền các bạn. Còn cái ngành biển này đa số là người ta không trả lương tháng như bên xà lan ha. Ở bên xà lan thì các bạn cầm tài công các bạn chạy thì lương tháng 15 triệu hoặc là 20 triệu gì đó, ăn thua là cái giá mình thương lượng là đúng tháng là mình lấy tiền. Còn ở bên ngoài biển là chủ là sẽ mua tàu rồi giao cho tài công và giao cho ngư phủ đi, chủ là sẽ ở nhà thì chủ sẽ chia là 6-4 hoặc là 5 năm gì đó, thì đó tùy theo là ở trên hợp đồng. Thì đánh bắt được bao nhiêu thì về là bán ra rồi bắt đầu chia tiền các bạn. Bán ra 100 triệu thì chủ 50 triệu, rồi tài công là 50 triệu, rồi tài công chia cho anh em ngư phủ nữa các bạn. Nói là như vậy ha. Cần hư hao sửa chữa thì chủ chịu trách nhiệm,
Bởi vì chia như vậy thì mấy anh tài công với mấy anh ngư phủ rồi mới có động lực để mà đi ra biển để mà đánh bắt ha các bạn. Chứ nếu mà trả lương tháng thì chủ không có đi theo, ra ngoài đâu trả lương tháng được đâu. Bởi vì mình phải trả theo cái công sức, giống như là cái công sức mình bỏ ra bao nhiêu thì mình ăn bao nhiêu vậy các bạn. Vậy nó mới xứng đáng đồng tiền ha. Bữa nào mà ảnh cào trúng thì tài công rồi anh ngư phủ cũng khỏe mà chủ cũng khỏe luôn. Nói chung là không có ai lời, không ai lỗ các bạn. Nó đồng đồng với nhau, giống như là mình chơi, giống như là có kiểu giống như là đồng đội với các bạn. À anh này như là cái cabin anh cao dữ trời lắm rồi, rồi qua không được nè các bạn. Cabin này cao dữ trời anh qua không được rồi. Hồi sáng là có một chiếc ha, hồi sáng là ở video trước có một chiếc đụng vô trong miệng cống, đụng cái bình luôn. Mọi người nào muốn xem thì mình sẽ dán đường link ở dưới cái phần mà bình luận của mình. Tại vì hồi sớm là cái nước nó còn lình xình các bạn. Cái miệng cống đang chạy tự nhiên nó đóng lại. Rồi đầu cái chiếc kia chen qua ông lọt đụng vô cái bình luôn trời. Chiếc màu xanh này nhỏ mà chạy dữ trời ha. Đa số là mấy anh đi qua miệng cống này anh chạy ra lớn để mà anh nhận cái lái xuống, để mà nó không có bị cọ vô cây cầu, bị mấy ba cái vàng lú ba cái lứ rồi để trên chở nè bạn. Đó đó nó gọi không nhóm nhóm cái cây liền không, mới vừa nói xong phải nãy anh kéo miếng chút xíu nữa là đâu 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 ấy rồi, chưa qua khỏi cầu mà anh hạ ga, anh hạ ga bây giờ nó nhỏng lên các bạn, nhỏng đít lên đồng cái nó quất vô cái cây miếng, nhưng mà không sao. Rồi nè ghé bến luôn ha. Quá trời người dân đứng trên bờ coi nè. Đây chiếc này cũng đẹp quá trời đẹp luôn nè các bạn. Cái mũi no tròn luôn nè. Đó ngoài sao là còn những anh ghe lớn đâu ngoài sao nhiều lắm nha các bạn. Mọi người đón xem từ từ đó nghe, đừng có tua video nha. Tại vì mấy ảnh là cúng kiến sau với thêm cái nữa ghe bự đó, nên ảnh sắp xíu ở sau các bạn. Còn mấy anh nhỏ nhỏ chen trước đi trước hết trơn rồi. Bánh ghe bự đồ đặt máy khủng đồ chạy ngoài sao dữ trời lắm. Đa số là mấy chiếc bên đây là đặt máy là Hino nè. Rồi Cummins N14K19 và Mitsubishi Komatsu. Đó. Kìa kìa. Sáng nước luôn ha. Trời ơi nhỏng lái kìa ghê không. Thì các bạn thấy anh bớt ra cái là nhồi nhồi luôn các bạn. Lên ra cái là dính dính ghế luôn đó. Đây tới anh ghe bóng này qua đây. Rồi các bạn thấy cái tiếng máy khủng khiếp không? Ghe biển nhỏ chứ là máy khủng lắm nha các bạn. Cái này dưới 14 mét nè, dưới 15 mét nè. Rồi sao tiếp theo nó đây. Trời ơi. Nhổng cái mũi lên hạ cái đít xuống. Chạy giống như là siêu xe vậy. Thì chứ mấy cái chiếc mà siêu xe Lamborghini mà gặp mấy cái mà Hino 8 ở đây chịu không nổi các bạn. Mà ảnh mà hàng cái chữ A cao lên cái nó gáy trời ơi mẹ ơi kinh khủng khiếp luôn á. Để chút xíu nữa mình gặp cái Hino nào mình quay cho mọi người xem, nó gáy kinh khủng lắm. Gáy còn hơn là bắp nổ nữa. Ở ngoài sau này còn thêm mấy chiếc nữa ha. Hình như là chiếc ghe đặt cái máy Hino đâu tiêu ta không thấy ta. Đây chiếc này làm lưới nè, làm lưới cho bị ga nè. Mấy anh năm nay hình như là ăn Tết không lớn hay sao mà anh chạy tình cảm quá các bạn ơi. Trời ơi. Trời ơi khói đen đóng cục luôn rồi, anh nào đẳng ngồi coi quay cái, ngồi coi cái qua cống là chết hết trơn rồi. Ôi gồ hết thấy đường luôn các bạn ơi. Sương mù luôn rồi mẹ ơi. Anh này chơi khói trắng có đang lộn xộn luôn ha. Giống như cà phê sữa vậy. Chơi là đồng đội mà sao là nói chung là giống như là cháy lụm mền mù vậy. Rồi anh này anh tình cảm nhất nè, anh thả cái anh tin qua thôi nè. Ở ngoài sao còn mấy chiếc nữa là hết rồi. Hình như là mấy anh bự anh còn ăn nhậu hay sao, bây giờ anh ra anh chưa ra nè không biết. Chứ bữa hổm vô là có mấy chiếc Hino 8 chạy dữ trời lắm.
Đó, vô thế cống là anh chuẩn bị kéo nè. Rồi không kéo luôn. Ở ngoài sau nữa các bạn, còn đâu 4-5 chiếc nữa ha. Để coi có chiếc nào chạy dữ dữ không để mà quay cho mọi người xem. Đây tới chiếc này qua nè các bạn. Quá trời anh kéo ga kìa. Rồi cái lái anh cao dữ trời ha. Bây giờ anh phải nhận ga gì đó các bạn. Ôi ôi, quá đã. Ôi cái chớn đi kìa mẹ ơi. Chiếc này là cào chiến nha các bạn. Đây, tiếp theo đằng này có một chiếc ghe bóng mực đang chuẩn bị qua cống nữa ha. À, hiện tại bây giờ thì ngoài sau có mấy chiếc anh cao cao đậu ngoài sau các bạn, anh sợ không lọt cầu, bây giờ anh đậu ngoài sau rồi. Còn mấy anh thấp thấp thì đi qua cầu đây. Đó, giữ trời. Anh này khỏi lợi khỏi sợ cabin này. Thì cabin của anh thấp dữ lắm các bạn. Trời ơi, giờ giống như là cái đống bùi nhùi dữ trời nè. Bạn dòm nè, dàn lông dàn lá nè, giống như là cái áo len vậy ha. Đó, quá chạy rồi. Chiếc này là bóng mực nha các bạn. Thêm một anh ghe Phú Quốc ra nữa ha, cái mũi anh cao nè các bạn. Mẹ ơi, cái mũi cao hơn cái cabin đó. Bây giờ là phải hai ba anh đứng ngoài trước mũi để mà canh nè, canh cầu nè. Cái mũi nhọn liễu luôn ha, mẫu này là mẫu Phú Quốc nha các bạn. À lọt rồi, lọt rồi. Cũng thấp. Ôi ôi, gáy kìa. Ôi. Quá trời chiếc này ha. Dòm nó kiểu giống như nó lạ lẫm làm sao các bạn. Bữa đó tháo ra con trái một rồi. Tiếp tục cái chiếc ghe bóng mực qua nữa ha bạn. Có lẽ thì chiếc ghe này qua xong thì có lẽ mình cũng xin kết thúc video tại đây, tại vì nói chung là hết ghe, bây giờ cũng hết ghe các bạn ha. Hồi chiếc này cho nguyên màu xanh nè, xanh lè xanh lét luôn ha. Này là cũng là bóng mực nữa nè các bạn, ở đây đa số là bóng mực là nhiều nhất. Quá chạy rồi, thì cuối video cũng xin chúc cho mấy anh tài công tài cải gì làm ăn phát lạc hết trơn luôn nha. Thì mình cũng xin kết thúc video đây, hẹn các bạn ở clip sau nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này.